Đó là ngày Thảo Nguyên thông báo kết quả thi cuối học kỳ 2. Thật sự Sam cũng khá là bất ngờ, không nghĩ là nó sẽ được thành tích như vậy đâu. Tại vì tính của Thảo Nguyên rất là ẩu luôn. Nhiều khi Sam ngồi dạy cho nó học, có bài dấu cộng thì nó nhìn ra dấu trừ, rồi dạng đề này thì nó lạc qua dạng đề khác. Hên sao ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho nó không có môn nào dưới 9 hết, chứ không là tèo tèo rồi. Thế là ngay tối ngày hôm đó, Thảo Nguyên đã được đến nhà sách. Tại vì trước ngày thi nó có một mong muốn là nếu nó thi được điểm tốt thì cho nó tới đây để mua một mô hình lắp ráp gấu 15.000. Tưởng đâu nó đòi cái gì mắc tiền chứ như đó chỉ là chuyện nhỏ. Trong đây người ta trưng bày rất là nhiều mẫu mô hình lắp ráp và có đủ thể loại luôn. Có bán búa riêng nữa nè, một cây như vậy là 12.000. Trong lúc chờ Thảo Nguyên lựa đồ thì Sam lượn một vòng qua khu trưng bày xì lam. Cái nào màu sắc cũng lấp lánh và được đựng trong những cái khuôn nhìn cưng ghê á mọi người. Còn bên đây là những cục whisky, nghe nói bóp cái này xả xì chết dữ lắm á, để bữa nào Sam mua về bóp thử coi. Khi cuộc sống là những cú lừa thì sẽ như thế nào? Để nó lựa một hồi nó quay xe 180 độ. Từ một cái mô hình 15.000 nó nâng giá lên thành 185.000. Nói vui vậy thôi chứ thật ra với kết quả mà Thảo Nguyên đã đạt được, Sam còn đang định thưởng cho nó một chuyến đi chơi nữa cơ. Cái hộp mô hình lắp ráp gấu Thảo Nguyên chọn gồm 4.000 chi tiết. Trong hộp sẽ tặng kèm một cây búa, kèm theo đó là một tờ giấy hướng dẫn rất là to luôn. Theo như thông tin ghi trên hộp thì sau khi lắp xong, con gấu này sẽ có chiều cao là 35cm. Và Sam thấy trong quá trình lắp nó có xen kẽ những cái mảnh trong suốt nữa. Sam nghĩ để khi mở đèn thì ánh sáng sẽ phát ra thông qua những cái mảnh trong suốt đó. Nhưng mà tiếc là Sam với Thảo Nguyên tìm nát cái hộp luôn, người ta không tặng cho cái đèn nào cả. Thật sự đến bây giờ Sam vẫn không thể tin được một cái đứa lười ăn, lười học, lười tắm như Thảo Nguyên lại thích lắp ráp mô hình. Và cái người khai sáng được cái niềm đam mê đó của nó lại chính là cô chủ nhiệm. Từ hôm Thảo Nguyên được cô chủ nhiệm tặng cho cái hộp mô hình lắp gấu nhỏ nhỏ, không biết có bạn nào còn nhớ không, thì cứ mỗi lần Sam nhắc nó ôn bài để thi là nó lại nói: "Nhớ đó nha, em mà thi rồi là chị phải mua cho em bộ mô hình lắp gấu đó." Nó vẫn có cái ngăn kéo ra cái vô nữa nè. Vì vậy là mình đã có thêm một con gấu mèo đến trong bộ sưu tập của mình rồi. Mọi người thấy con nào đẹp hơn nhớ bình luận cho mình biết nha. Và hôm nay là ngày cuối cùng Thảo Nguyên lên trường để nhận giấy khen và giải thưởng. Thời gian trôi qua nhanh thiệt luôn á mọi người. Hết hè này là Thảo Nguyên đã lên lớp 5 rồi. Có bạn nào nghỉ hè mà cảm thấy buồn, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè không? Chứ Thảo Nguyên là không có đâu. Tại hôm bữa Sam có thử hỏi nó xem nó phản ứng như thế nào. Nó mà than buồn một cái thôi là Sam cho đi học hè liền. Nhưng nó đã nói nó rất là vui, nghỉ hè nó sẽ được ngủ nướng, không phải dậy sớm nữa. Mấy năm trước Thảo Nguyên học dốt lắm nên Sam đâu có biết phần thưởng cho học sinh xuất sắc nó như thế nào đâu. Và tới năm nay thì mới biết nè, quá là xịn luôn. Ngoài giấy khen ra thì còn được tặng cặp và phong bì nữa. Khoan đã, vậy là mai mốt vô năm học mới Sam đỡ khoản tiền để mua cặp mới cho Thảo Nguyên rồi.